Hey, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr. Tuy. Rồi, nay chúng ta lại tiếp tục quay với tựa game Thần Thú Go anh em ạ. Anh em nào mới đến kênh của Mr. Tuy thì nhớ để lại Mr. Tuy một đăng ký, một like, một comment. Đồng thời lúc đó là bật lại thông báo nha anh em, để mỗi lần tôi up video mới anh em xem và ủng hộ tôi nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Trước tiên anh em ạ, thì hôm nay là để xem thôi coi, điểm danh coi. Hôm nay là ngày 15 nhé. Tôi đã chơi game được nửa tháng rồi. Tầm chơi game được nửa tháng rồi em ạ. Hôm nay thì sẽ làm một clip vui vui cho anh em, review cho anh em những cái event của ngày 15 để xem anh em chuẩn bị hàng họ rồi đôi nhá. Tôi mới lướt sơ thấy khá là ổn đấy. Nói chung game này được cái là anh em nào mà đầu tư mạnh thì anh em sẽ mạnh thôi, đơn giản là như thế. Anh em nào muốn đẹp thì phải đầu tư nhá. Rồi, hôm nay thì tôi sẽ húp lên VIP 11 luôn nha anh em. Húp lên VIP 11 nhận tí quà cáp đấy, lên VIP 11 thì anh em sẽ nhận được một hộp Pichu hoặc là Mi đấy, và 50 mảnh tự chọn. Rồi, húp quà VIP 11 sau đó là đi mua hàng họ các kiểu tí xíu. Rồi, tí nữa tôi sẽ ra review lại những cái nào mà nó quay trở lại nhé. Nói chung thì sau 14 ngày thì ngày 15 nó sẽ bắt đầu nó quay trở lại cái sự kiện. Nói chung là cái vòng lặp đó anh em ạ. Theo tôi thấy thì nó sẽ là một cái vòng lặp 2 tuần nó sẽ lặp lại cái event. Rồi, trước tiên đấy chính là cái mà đổi bet này. Đổi bet này thì 1 tháng nhé. Để xem coi, hôm nay tôi đổi luôn đi. Đổi luôn cho nó full sạch sẽ anh em ạ. Lượm hàng mấy em này luôn cho nó full, cho nó để mất công quên lại phí. Đúng không anh em? Đấy, 3-4 rương ấy. Nói chung tôi đổi rương này tôi lên sao cũng gọi là tương đối ổn. Tôi đổi gần hết rồi anh em. Chỉ còn 4 rương nữa là nó sẽ hết. Rồi, hôm nay quay trở lại một cái sự kiện, đó chính là 14 ngày gan chặt 1.000 lần thì sẽ được quà cáp khá là nhiều. Cái này tôi nghĩ là những anh em nông dân thì đang khá là cần. Ấy giờ đấy, còn cái sự kiện mà nhiệm vụ hàng giờ này nhá, thì anh em lưu ý để một cái mà một con nha, một con tướng anh em hồi sinh lại, anh em trở về lại thì nó sẽ tự động nó được cái này lấy trang bị cũng khá là ok đó anh em. Sự kiện đánh đổi, ok tôi sẽ đổi full 5 vé đi. Rồi, đó là một số sự kiện đấy để nhận tí quà nào, nhận quỷ tháng, quỷ cốc rồi các kiểu đấy. Thì Luxor tính lên cấp 18-16 up cho anh em xem về 8 sao nó ở lộc 10-12 sao nó như thế nào, nhưng hiện tại nó full rồi anh em. Thì hẹn anh em vào clip ngày mai, anh em nhớ đón xem để tôi up lên 12 sao nhé. Hiện tại thì hôm nay là chúng ta sẽ view sơ sơ rồi xong là một số nhiệm vụ đấy. Đây thì ngày 15 nó sẽ quay trở lại với cái hộp dưỡng phiến đá, nhưng mà hiện tại sự kiện này tôi cảm thấy là nó khá là ngon nha anh em. Nói chung thì sẽ được một con mảnh thần thoại này, một đống nha đấy, và một rương tự chọn nữa, một con thú cởi, nó không còn trang bị nữa. Tôi đánh giá cái sự kiện này gọi là khá là ok đó anh em. Như là tôi để xem, tôi đi nhận thư anh em đấy, thì mới vừa đua top gọi là trái tim phiến đá trong tim, thì hiện tại tôi sẽ được một em Serena 100 nâng cấp màu bạc đấy. Thì cái này là sự kiện của 14 ngày đầu, sự kiện của ngày 14 ngày sau tôi đánh giá là năng phút khá là ok. Rồi, nhận tí thư nè đấy, quà chúc phúc, cái này chắc để ngày mai thôi. Hôm nay tôi up luôn, tôi quẩy luôn cái quà chúc phúc này cho anh em xem nhé. Tứ quà chúc phúc, cái này gọi là bingo, anh em cứ vào nha. Thì hiện tại ở đây là nó sẽ cho mua ngày mua đồ khá là nhiều. Ở đây đổi nha, anh em nhớ đổi full nha. Tôi thấy cảm thấy đổi full. Ừ, cái này được 165 là sẽ được một rương thần thoại nữa. Ui dù ngon thế anh em.
Cái này không biết tích được không nhỉ? Rồi, hôm nay tôi sẽ chơi bingo như thế này đi. Thì hiện tại bingo đúng không? Bingo thì anh em sẽ có hai phần thưởng lớn, thì do hiện tại tôi đang thiếu phiến đá khá là nhiều nên tôi sẽ chọn hai cái món này nha. Này rừng berry tôi cũng thiếu nè. Mà thôi tôi sẽ chọn phiến đá này up full. Đấy thì ở đây nó có là 16 lực quay. Anh em cứ mỗi lần mở 5 lực thì nó sẽ tự động nó ra. Khi nào full hàng ngang hoặc hàng dọc thì nó tự động nó bingo cho chúng ta thôi. Tôi đang có 35 đúng không? Đấy, bingo này, được 20. Ok, ok. Test sự kiện bingo cho anh em chơi. Đấy, được 80 phiến đá nè. 80 phiến đá nè. 6.000 tăng sao nè. Còn 3 lần hy vọng nó bingo được nha anh em. Úi dùi. Ôi, căng thế nha. Đấy, bingo. Được 750 phiến đá nữa, khá là ngon nhé. Chắc tôi còn ngày mai nữa, tôi còn bộ ô này tôi mở, nó sẽ được 180 bình thuốc này lên. Đấy, thì sự kiện bingo này tôi đánh giá chơi cũng khá là ok đó anh em. Nhưng không biết đủ quà đổi không ta, để xem lại coi. Ở đây chúng ta có 165 mới đổi được. Đây. Thì ra là đổi ở đây nha anh em. Chắc tôi sẽ đi tôi đổi sự kiện phụ kiện này đúng không? Kỹ năng nè. Như kỹ năng là ở trong này đúng không ta? Đây nè, kỹ năng này anh em. Nhưng mà bây giờ để sao để mà nâng cấp được kỹ năng đó đây? Đây, sẵn test cho anh em xuống xem luôn nhé. Đây, tôi kích hoạt cái này tí. Dùng đi, dùng con này đi anh em. Dùng nữ tí xíu cho nó đẹp nhé. Rồi, đây. Anh em cứ từ từ, chờ tôi tí. Tôi sẽ quay lại tôi test cho anh em xem, sẵn tiện để anh em mà có hạt giống kỹ năng hát bơ thủ nè. Tôi sẽ đổi thử cái này nha anh em. Rồi, để xem được coi. Ôi xùi. Cái này có không? Thì ra là phải có hạt giống rồi, nhưng mà chúng ta cần phải có đủ bình này để chúng ta mở nó nhé. Bình này thì hiện tại nó đang chơi Link Server đấy. Anh em tranh thủ mà chơi thì sẽ có thôi. Ok, tôi hiểu rồi anh em. Nói chung cơ bản là bingo này chơi khá ok. Đấy. Đây. Bingo thì tôi tiện thể tôi vào húp luôn cái con Lugia này. Húp cho nó lên cấp 18 nha. Bật 18 thì nó sẽ tăng là tổng HP là lên 30%. Nói chung cái này tăng HP dữ lắm anh em. Tăng lực chiến gọi là kinh khủng lắm. Anh em xem nhé, hiện tại lực chiến của tôi đang là 27 triệu. Nhưng mà tôi húp cái này lên một cấp nữa là nó sẽ tăng 30 triệu liền nè. Kinh khủng không? Mấy cái này gọi là nó kinh khủng lắm. Nên anh em cố gắng lấy phím dưỡng đá nha. Cái này tôi gọi là cái phím dưỡng đá tôi gọi là tăng cái này khá là ổn định đó nè. Tăng lực chiến gọi là kinh khủng lắm. Đấy, up một cái nó lên bet tôi, con bet hạng 2 tôi lên được 30 triệu này, lên được top 4 luôn này. Được hai con nha anh em. Ok, đấy, nhìn nó đẹp rồi đó. Giờ tôi có một đứa con gái cởi này. Rồi. Thì cùng với đó thì sự kiện bánh xe, nói chung thì mấy sự kiện này nó còn tới 6-7 ngày lần. Mấy sự kiện này tôi sẽ review cho anh em xem từ từ nhé. Cửa hàng Flash này, nói chung là nó sẽ... Bây giờ mấy con tướng thần thoại nó gọi là khá là rẻ mấy không? Bây giờ anh em cứ... Cứ chơi, cứ nạp sơ sơ là nó sẽ ra mấy cái này gọi là...
Gantt chart này. Chung là tôi thấy khá là rẻ đấy. 1000 mảnh flat, 1700. Úi dùi. Ủa hồi nãy tôi tích nạp cái gì? Anh em nạp 49k mà anh em được một con tướng thần thoại rồi. Một con tướng flash thần thoại nè. Ơ à, sao lại rẻ vậy? Có nhanh gì không? Hình như là game lỗi đó anh em. Anh em nạp 49k nó vô nó nhận được cái này nè. À thì ra là game đang bị lỗi. Anh em nào đang xem được video này thì anh em vào nạp nhé. Tôi nghĩ là nó đang là phải là 1.900.000 mà cái này anh em nạp 490, nó tưởng nó 4.900.000 đấy, nó cho luôn kìa. Tắt tốc độ lên em. Hiện tại đây tôi sẽ vô tôi gan chat để xem. Rồi sẵn tiền để vô mở túi đồ nè. Mở túi đồ tí xíu. Mở túi đồ lấy tài nguyên tí ra. Coi thử coi, như là sự kiện nó đang bị lắc. Nó đang bị lắc mèo ạ. Tranh thủ nó đang bị lắc thì chúng ta cần phải xả hàng liền. Rồi, tiện tay quay 70 lần nha. Ơ, thiếu một vé nữa kìa. Hôm nay tôi sẽ qua gan chặt là 70 lần nha. Hiện tại là cái này là chưa gan chặt lần nào này. Để xem thử coi. Nó ra cái gì? Để xem thì nó ra cái gì? Một bé siêu thi nè. Rồi. Hai bé siêu thi nè. Trời ơi, căng thế nhà. Ba bé siêu thi à. Ít trời ơi, nhầm anh em. Quay nhầm KC rồi. Bốn bé siêu thi nè. Thôi. Có KC quay nguy hiểm quá. Một bé chi tôn. Rồi, hiện tại tôi đã quay được 50 lần, 70 lần rồi. Gan chặt 70 lần. Rồi tiếp tục 80 lần nè. Ôi, toàn là siêu thi không này. Đấy, một bé chi tôm nữa. 80 lần này. Nói chung 80 lần thì tầm 5-6 bé chi tôm các kiểu con trà điểu thôi. Rồi để xem lại cái cửa hàng flash này hồi nãy là có nhận 30 vé gang chat. À cái này anh em nhận thôi. Có nghĩa là cái này anh em phải nạp để nhận vé gang chat. Nhưng mà hiện tại tôi đang thấy lỗi chỗ này đó anh em. Nhưng mà theo tôi đếm số 0 thì nó đang bị lỗi. Anh em vào tranh thủ nạp nhé. Tôi thấy sự kiện này khá là ngon. Tự nhiên không, nó cho tôi một con gọi là cái này nè. Ok, tôi sẽ quyết định tôi đổi con Curio này nhá. Con này tôi đang tính săn nó anh em ạ. Tăng khiên cho tất cả các đồng đội nè. Đổi một bé này đi anh em. Đổi một bé này về ngắm. Về ngắm đã. Rồi, cái này được 200 mảnh. Yêu và quà chăm sóc. Này chắc đổi phú tinh em. Cứ từ từ thôi. Chung là lên VIP 11 rồi. Quà cáp cũng khá là nhiều. Đây có danh hiệu mới này. Đeo danh hiệu này cho nó đẹp gái tí xíu nha. Rồi anh em thấy gì chưa? Tổng lực chiến của tôi đã vượt 150 mê rồi. Khá là ổn đấy anh em. Đi xem túi đồ còn cái gì nữa hay không nào. Đấy, cái này từ nãy là hạt giống phụ kiện nè.
hợp mi chu. Tôi còn một rương nè, hai rương, này có ba rương rồi. Ok, khá là ổn anh em. Chín rương nè, chín rương tôi úp được ba bốn con nữa đấy, tạm ổn nha. Sự kiện đúng không? Thì sắp tới tôi sẽ săn một con flash sau. Tôi đang có 260 vé, cái này cứ túc tắc từ từ thôi anh em. Chung cứ từ từ rồi cá nó cũng sẽ nhừ, không có gì phải xoắn đâu mấy ông. Rồi, cơ bản hôm nay như thế thôi, để xem nữa coi còn cái gì để up nữa không. Trang bị à, con này up trang bị up lên không? Thôi từ từ anh em. Đấy, này nói chung thì sẵn căng trả cái này, làm được thêm tí nhiệm vụ. Ờ, được 92 rồi. Tôi còn 7 lần nữa. 7 lần nữa là vượt ải luôn kìa. Để xem đi coi. 4 lần. Để xem đi coi. Còn ở chỗ nào nó cho chúng ta đổi nó hay không. 60 vé. Rồi, tạm thời hôm nay gan chặt tầm như thế này thôi. 80 lần. Chúng ta cứ làm từ từ thôi, chứ làm nhiều quá thì nó phải gọi là nhanh quá thì nó hơi chán đời đấy mấy ông. Để xem đi coi, bet hồi nãy nó ra khá là nhiều. Giờ tôi phải đi múc nó lên hết. Đấy, không không được một con gọi là flash Kiyu. Khá là ok nha. Con này chắc vào bữa nữa tôi sẽ đi săn. Để dành từ từ đi săn mấy ông. Rồi, đi đắm nhau thôi nha. Anh em nhớ đi sự kiện gọi là tuần hoàn đảo nha. Cái này tôi thấy khá là ok nè. Cái này nó tăng cho anh em khá là mạnh nè. Nói chung thì nó sẽ được tí quà. We got you. Đấy, cái này nó sẽ được tí quà sang lên. Hiện tại là đang là bảng 28 triệu rồi. Kinh khủng. Rồi, anh em nhớ đi đánh ải nữa nha. Thí luyện thì ngày mai chắc tôi sẽ được thêm một con thú nữa. Anh em nhớ đi đánh ải con đường rằng luyện nha. Tôi sẽ test thử rồi. Đang cạc cái ải 140. Lụm nó nè. Ok, đánh thử ải này cho anh em xem. Nó lên được trang 3 rồi nè. Không biết là tôi lên VIP nó lên được hay là do vượt cấp nó lên được nhé. Hiện tại anh em chat thử xem là anh em có được trang 3 chưa nha. Trang 3 thì đó nó sẽ nhanh hơn chút xíu. Đây mạnh kinh lên mấy ông. Hôm qua rồi. Rồi, tạm thời hôm nay cơ bản review cho anh em sơ một số nhiệm vụ thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã tặng quà nha. Sắp tới thì tôi còn khoảng 100k quà nữa. Bảng xếp hạng thì vẫn đang là top 1 nha anh em, 300 mấy rồi. Ok. Anh em nhớ để lại tôi một comment ở dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại clip up lên một dàn gọi là 12 sao cho anh em xem. Bye bye.